Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng bị Mỹ Lệ chơi xấu và sự thật tin nhắn, lần sau mày đừng nhìn mặt tao, coi như tao đã chết. Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng và người bạn tri kỷ Vũ Hà đã có một cuộc tương phùng hội ngộ cùng khán giả. Tại buổi gặp này, đôi bạn thân đã vui vẻ bộc lộ hết bản thân mình, không chút giấu giếm và tiết lộ những câu chuyện bí mật chưa bao giờ kể. Những gian nan ngày đầu đi hát. Thời gian đầu đi hát còn nhiều khó khăn và gặp khá nhiều tình huống dở khóc dở cười. Hồi tôi và Hà đi Sóc Trăng, hai đứa hát 2 ngày 2 đêm mà được có 2 triệu. Lúc đi phải bắt xe ôm rồi đi xe bus mất nhiều tiếng đồng hồ, say xe gần chết. Đến nơi thì họ cho ở trong một căn phòng chật ních lại còn đông, chúng tôi ở một bầy như bầy heo luôn. Chưa kể đi hát người ta ném chai lọ ném đồ lên dữ lắm mà không làm gì được. Cả con nít cũng đứng dưới, lấy cây chọc liên tục, rồi có cả những người thần kinh không bình thường cũng đến xem và nhảy nhót làm loạn lên. Thậm chí có lần đi hát còn phải đi xe chở heo. Đã vậy nhiều lúc đi hát còn quên không kéo khóa quần, bị khán giả phát hiện chỉ trỏ lên, đỏ cả mặt. Hà đi hát trước tôi một thời gian. Từ lúc tôi vào trung tâm nhạc nhẹ đã thấy Hà ở đó. Khi ấy tôi vào trong trung tâm mới biết mình chẳng là gì. Ai cũng khoe đi hát 4 show, 5 show, nên tôi chỉ biết chùi nước miếng vì thèm. Thấy Hà có vẻ lanh lợi, đàn áp mọi người nên tôi bu chụp lấy Hà liền. Phủ Hà ngày ấy có số hơn, đẹp hơn, sáng sân khấu hơn. Còn bây giờ thì bằng nhau. Hồi ấy trào lưu ca sĩ Bắc vào Nam tu nghiệp rất nhiều, ai cũng thành công. Nào là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Thu Phương, tất cả đều tấn công hàng loạt, ai vào cũng có số cả. Nên Vũ Hà mới bảo tôi phải giả giọng Bắc. Sau này đi hát thành công, tôi cũng trả ơn lại cho Hà. Bị Mỹ Lệ nói xấu và cách trả đũa khiến Mỹ Linh hiểu lầm. Tôi vẫn nhớ tình huống dở khóc dở cười với ca sĩ Mỹ Lệ, mà chuyện này chính Mỹ Lệ cũng không biết. Khi đó ca sĩ Mỹ Lệ trước mặt thì khen tôi quá trời, sau lưng lại đi chê này nọ với người khác. Tôi nổi điên lên vì mình không hề đối xử tệ với cô ta mà cô ta vẫn làm như thế. Sau đó tôi nhắn tin cho cô ta và cho tất cả anh chị em nghệ sĩ viết tắt là ML. Tao có làm gì mày đâu, sao mày lại hai mặt như vậy? Lần sau mày đừng có nhìn mặt tao, coi như tao đã chết. Nếu mày cảm thấy mày hát hay hơn tao, thì tao cho mày 2 năm để mày nổi hơn tao đấy. Mọi người lại cứ tưởng tôi chửi Vũ Hà là mặt, nên nói lại với Hà. Vừa biết tin, Hà gọi ngay cho tôi làm ầm lên. Tôi đã phải giải thích ngay lúc đó. Không chỉ có Hà, đến Mỹ Linh cũng hiểu lầm, rồi gọi cho tôi hỏi sao lại nói em như thế, giải thích đến phờ cả người. Với Dương Triệu Vũ là tri kỷ, còn với Vũ Hà trên cả tri kỷ. Ngày xưa tôi và Hà đến với nhau không có gì câu nệ, thế mà chúng tôi lại trở thành cặp đôi thân nhất trong showbiz. Người đàn ông sắc lạnh của tôi trước giờ chính là Vũ Hà. Sở dĩ chúng tôi chơi được với nhau lâu dài là vì hai đứa không ganh tị, không hiềm khích, không so kè, so đo. Hà dễ dãi xuề xòa lắm, đặc biệt là đẹp nữa, nên cái sự ở lại nó lâu. Khi ấy tôi ngang bướng lắm, thấy Hà ngăn cản lại càng làm tới để chứng minh mình đúng. Sau này mới thấy sự quan tâm của Hà là đúng. Hồi tôi gặp Hà thì Hà sắp lập gia đình. Tôi ủng hộ hết mình vì biết người đó yêu thương Hà, lo cho Hà và cũng yêu quý tôi. Vợ của Hà cũng là một ca sĩ nhưng đã hy sinh đam mê của mình để lùi về phía sau lo cho Hà. Chỉ chấp nhận hy sinh nhiều thứ lắm. Hai mấy năm rồi, có rất nhiều chuyện xảy ra mà mỗi người có thể tìm cho mình một người khác. Tuy nhiên họ vẫn ở bên nhau như một sự bao dung lớn. Còn về chuyện con cái, lúc đầu thì cũng có, nhưng sau đó do duyên nên cháu chưa hiện diện được. Thôi thì ở cái tuổi này rồi, nếu có con thì cũng khó khăn, nên ở với nhau lo cho nhau là được. Chỉ cần làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời là được, đôi khi không có con cũng là một cái phước. Nếu Vũ Hà phải khóc thì chuyện đó sẽ liên quan tới gia đình và những người thân yêu. Tất nhiên tôi chưa bao giờ ganh tị với hạnh phúc của Hà. Tôi với Dương Triệu Vũ là tri kỷ, thì với Hà còn trên cả tri kỷ. Mãi mãi là tình nhân với Mỹ Tâm còn hơn làm vợ chồng. Tôi đã từng yêu đơn phương và từng làm đủ mọi cách để mở cánh cửa trái tim người ta. Tôi rất thích chinh phục, cái gì càng khó lại càng muốn chinh phục. Có lẽ tôi bị thiếu thốn tình cảm nhiều quá, nên thường ham muốn tình yêu để rồi bị thất tình nhiều. Tôi lúc nào cũng thèm được quan tâm, được yêu thương. Về cuộc tình hiện tại đang khiến tôi hạnh phúc, thì tôi cũng chia sẻ đôi điều. Người đó quê ở Huế, nhưng hiện tại không ở Việt Nam. Rất tiếc tôi chỉ tiết lộ được đến thế. Còn chuyện với Mỹ Tâm, thực ra là tôi chinh phục được Mỹ Tâm rồi, nhưng sau đó hai đứa đều suy nghĩ lại. Mãi mãi tình nhân vẫn hay hơn đời sống vợ chồng. Ông trời cho tôi một đặc tính là rất giỏi vào vai của người khác, đặc biệt là người thất tình, cô đơn hay người bị bỏ rơi thì tôi nhập vai rất nhanh, hát rất cảm xúc,
có thể tưởng tượng mình biến thành nhân vật đó. Tôi rất yêu nghề, dù chết cũng vươn bước lên sân khấu đến phút cuối cùng. Bởi thế nên có buồn tới đâu, ai gọi đi hát là đi liền. Riêng về anti-fan thì cứ chửi, cứ nói thoải mái, tôi không quan tâm. Với tôi chỉ cần vài người bán vé số yêu quý mình là mình cũng trân trọng lắm rồi. Còn ai mà tỏ thái độ là tôi chơi luôn, chứ không nể nang gì cả. Tim thổ lộ từng bị thầy giáo lạm dụng tình dục dẫn đến trầm cảm. Chính vì vậy mà nam ca sĩ đã quyết định nhận vai diễn trong SOS Sói Trắng của đạo diễn Lê Hoàng để góp tiếng nói phản ánh về vấn nạn xã hội này. Vào tối qua, bộ phim SOS Sói Trắng về vấn đề ấu dâm của đạo diễn Lê Hoàng đã được ra mắt công chúng. Khán giả khá bất ngờ khi biết được thông tin này bởi suốt 8 năm qua anh gần như mất tích trên thị trường phim ảnh. Thế nên rất nhiều người chờ đợi và kỳ vọng sự trở lại lần này của anh. Khi được hỏi liệu có phải làm phim này để tạo dựng lại tên tuổi, quay lại thời hoàng kim của mình không, đạo diễn Lê Hoàng đã thẳng thắn nói rằng: "Tôi làm phim là làm phim chứ không vì điều gì cả." Bên cạnh đó, anh cũng rất thích diễn xuất của Tim và khen ngợi Quỳnh Hương, cô gái lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh nhưng đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình. Quỳnh Hương, nữ diễn viên chính của phim đã hoàn thành tốt vai diễn của mình khi lần đầu đóng phim. Đảm nhận vai nam chính của phim, Tim cho biết: "Mình nhận kịch bản phim chỉ 2 ngày trước khi bấm máy và có 1 ngày suy nghĩ để nhận lời tham gia. Ban đầu nam ca sĩ cũng khá e dè và sợ ảnh hưởng đến hình ảnh, nhưng anh nghĩ đó là nhân vật trong phim nên đã đồng ý muốn thử sức. Tuy nhiên chính Trương Quỳnh Anh đã ngăn cản không cho chồng mình nhận vai diễn này. Sau cùng, Tim đã thuyết phục được vợ đồng ý vì lý do vì muốn hóa thân vào nhân vật để truyền tải thông điệp đến các bậc phụ huynh." Ngay sau khi bộ phim được công chiếu, Tim đã chia sẻ rằng: "Nếu được đóng lại thì sẽ làm tốt hơn vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, mọi thứ cũng chỉ do bản thân tìm tòi học hỏi." Tim cũng cho biết việc hóa thân vào nhân vật này là một quyết định rất liều lĩnh, bởi anh nghĩ nếu mình diễn tốt thì mọi người sẽ ghét, nhưng nếu diễn không được thì sẽ bị chê. Nhưng vì bản thân đã làm cha, rất ghét tệ nạn ấu dâm nên giọng ca món quà vô giá, muốn phản ánh đúng nhất để mọi người có thể thấu hiểu. Điều bất ngờ nhất đó là Tim cũng chia sẻ rằng anh đã từng là nạn nhân của những kẻ xấu. "Tôi đã từng bị lạm dụng, nhưng chỉ là nhẹ thôi. Khi đó tôi học hết lớp 9, tham gia vào nghệ thuật, cũng gặp người thầy, bị đụng chạm nhưng không đi quá giới hạn. Về nhà tôi không dám chia sẻ với gia đình, dẫn đến việc trầm cảm một thời gian, và đó là ấn tượng không tốt của tuổi thơ." Những cảnh nóng trong phim với các bé là điều khiến Tim cảm thấy khó khăn nhất. Anh cho biết, diễn cảnh nóng với người lớn thì dễ, nhưng khi diễn với các bé thì khác. Khi các bé khóc thật khiến tôi cũng lo sợ, không biết mình diễn có đạt không. Sau khi diễn xong cảnh nóng, tôi thường ngồi một góc xin lỗi các bé, xin lỗi gia đình, thậm chí có khi tôi... Minh Hằng hé lộ clip độ 15kg silicone, thay đổi dung mạo không ai nhận ra. Hậu trường hóa trang thành cô gái mập của Minh Hằng trong Sắc Đẹp Ngàn Cân vừa được tiết lộ. Sau khi tung teaser bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân, Minh Hằng gây chú ý với tạo hình nhân vật béo ú, xấu xí tên Hà My. Minh Hằng hóa trang thành cô gái mập xấu xí và khác xa với vẻ ngoài bình thường của mình. Để đảm nhận vai cô gái mập nhưng có giọng hát mê hồn này, Minh Hằng phải khoác lớp hóa trang bằng silicone nặng tới 15kg. Trong clip hậu trường hóa trang, nữ chính phim Sắc Đẹp Ngàn Cân được cả một ekip hùng hậu đến từ Hàn Quốc hỗ trợ việc đo đạc tổng thể gương mặt, vóc dáng, rồi sau đó được tạo hình từng bộ phận trên cơ thể. Sau khi hoàn thiện phần hóa trang, Minh Hằng di chuyển cử động vô cùng khó khăn. Ngay cả khi đi lại hay nằm nghỉ ngơi, cô đều phải nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Minh Hằng không thể di chuyển được khi khoác lên mình lớp silicone nặng 15kg. Để nhập vai cô nàng Hà My to béo trong phiên bản Việt Sắc Đẹp Ngàn Cân, Minh Hằng đã phải chịu khổ khi đội lớp hóa trang bằng silicone nặng 15kg. Trước khi bộ phim khởi quay, cô được ekip từ Hàn Quốc đo đạc tổng thể gương mặt và từng bộ phận cơ thể nhằm chế tác lớp hóa trang phù hợp với vóc dáng của mình. So với thân hình thanh mảnh của Minh Hằng, lớp silicone có kích thước khủng hơn rất nhiều. Từng bộ phận như bàn tay, bắp chân, gương mặt đều được làm tỉ mỉ. Minh Hằng cho biết, trước 4 tháng quay phim, cô đã sang xứ sở Kim Chi để lấy số đo làm lớp hóa trang. Ekip Hàn Quốc cũng bay sang Việt Nam nhiều lần để hoàn thiện sản phẩm cho nữ ca sĩ. Mỗi ngày nhập vai Hà My, Minh Hằng mất 4 đến 5 tiếng biến hình. Cô luôn được các chuyên gia hóa trang của Hàn Quốc chăm sóc kỹ lưỡng. "Tôi có cảm giác như bị nhốt trong một cái lồng toàn mùi keo rất khó chịu,
da tôi bị nổi mụn và dị ứng vì lớp hóa trang, Minh Hằng kể. Nữ ca sĩ còn tâm sự, việc hóa thân thành nhân vật Hà My không hề đơn giản. Bộ đồ silicon nặng 15kg khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển. Cô thường phải chịu cảnh nóng nực, thậm chí gồng mình và nín thở để diễn xuất. Khi khoác lớp hóa trang, Minh Hằng hoàn toàn biến thành cô nàng mập ú và xấu xí. Trước sự hy sinh của Minh Hằng cho nhân vật, các đồng nghiệp Phương Trinh, Jolie, Rocker Nguyễn đều tỏ ra khâm phục. Về phía Minh Hằng, cô cho biết, trước 4 tháng sắc đẹp ngàn cân phiên bản Việt bấm máy, cô phải sang Hàn Quốc để lấy số đo làm lớp hóa trang silicon. Sau đó, ekip Hàn Quốc tiếp tục đi qua đi lại giữa hai đất nước trong nhiều tháng để hoàn thiện sản phẩm hóa trang ưng ý nhất cho nữ diễn viên. Mỗi ngày nhập vai Hà My, diễn viên Minh Hằng phải mất 4-5 tiếng make-up. Cô cũng phải chịu cảm giác như bị nhốt trong một cái lồng, mùi keo gây khó chịu và da nổi mụn, dị ứng thường xuyên. Hóa thân thành nhân vật Hà My mập ú không hề đơn giản. Bộ đồ silicon rất nặng, đến mấy chục ký. Khi mặc vào rồi thì vừa nóng, di chuyển vất vả, mùi keo dán còn gây khó chịu nên nhiều khi tôi phải gồng hết sức, nín thở để diễn xuất, Minh Hằng tiết lộ thêm. Chứng kiến toàn bộ quá trình lột xác của đồng nghiệp, Phương Trinh, Jolie, Rocker Nguyễn đều khâm phục sức chịu đựng dẻo dai của Minh Hằng, dù phải mang trên mình lớp hóa trang nặng nề. Diễn viên Âu Bảo Ngân thì nhận xét Minh Hằng trông rất dễ thương đáng yêu với bộ dạng của Hà My xấu xí. Được mua bản quyền tại Việt Nam từ đầu năm 2016, sắc đẹp ngàn cân của đạo diễn James Ngô do Trương Ngọc Ánh làm nhà sản xuất, dự kiến được nhà phát hành toàn quốc vào tháng 8 2017.